Hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, Minh được tử vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi chủ nhật ngày 16 tháng 7 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Ất Hợi tháng Mậu Ngọ năm Quý Mão, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trận, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chủ Tước. Về ngũ hành niên mệnh sơn đầu hỏa, ngày Ất Hợi tức chi sinh can, nghĩa là thủy sinh cho mộc, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm sơn đầu hỏa, kỷ tuổi, kỷ tỵ, tân tỵ, ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Hợi lục hợp với Dần, tam hợp với Mão và Mùi thành Mộc Cục, xung với Tỵ, Hình Hợi, hại thân, phá Dần và tuyệt Ngọ. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Quý Tỵ, Tân Tỵ, Tân Hợi, tuổi xung trong tháng, tuổi Bính Tý, Giáp Tý. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Đức tốt mọi việc, sao Ngũ Phú tốt mọi việc, sao Phúc Sinh tốt mọi việc, sao Sát Cống đại cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu trừ sao Kim Thần Thất Sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Kiếp Sát, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa, sao Chu Tước Hắc Đạo, kỵ về nhà mới, khai trương, sao Không Phòng, kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Tây Bắc, Tài Thần hướng Đông Nam. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp chủ nhật ngày 16 tháng 7 năm 2023, cụ thể, chi tiết, chính xác nhất. Tử vi chủ nhật ngày 16 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang ngày mới, được cục diện tam hội nâng đỡ, người tuổi Tý có một ngày yên bình và thuận lợi. Bản mệnh xây dựng được mối quan hệ xã giao tốt đẹp nên dù có gặp phải khúc mắc cũng nhanh chóng được mọi người xung quanh giúp đỡ. Thậm chí, nhờ tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, bản mệnh còn gặt hái được thành tích cao, có cơ hội lọt vào mắt xanh của cấp trên và nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp. Khoảng thời gian tiếp theo sẽ là khoảng thời gian đầy hy vọng với bạn. Tuy nhiên, thủy vượng cho thấy bản mệnh cần chú ý đề phòng các bệnh liên quan đến thận, não bộ, bàng quang. Hãy chú ý đến tình hình sức khỏe của mình nhiều hơn, nghỉ ngơi đúng lúc và đi thăm khám nếu thấy cần thiết. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, sự nghiệp phát triển thuận lợi như ý muốn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, quý nhân trợ giúp khắc phục khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, đồng nghiệp khâm phục, lãnh đạo đánh giá cao. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, quan tâm nhiều hơn đến tình hình sức khỏe của bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, suy nghĩ chín chắn trước khi đưa ra quyết định. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 16, số 98. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ, Dậu, Thân, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật ngày 16 tháng 7 năm 2023 của tuổi Sửu.
Vận trình ngày mới gặp thiên quan giáng họa, người tuổi Sửu có thể sẽ phải đối diện với kẻ tiểu nhân trong ngày hôm nay. Tiểu nhân sẽ tìm cách ngáng đường bạn, khiến công việc của bạn tiến triển một cách chậm chạp và khó khăn hơn bình thường. Tuy nhiên, dù tình huống phải đối mặt có như thế nào đi chăng nữa, bạn cũng cần hết sức giữ bình tĩnh. Nếu kích động, hành động nông nổi thì tức là bạn đã rơi vào bẫy mà tiểu nhân đặt ra rồi. Hãy tin rằng mọi việc đều có cách giải quyết của nó. Thổ khắc thủy nhắc nhở bản mệnh cần quan tâm đến gia đình, dù công việc bận rộn đến thế nào đi chăng nữa. Hãy cố gắng dành một khoảng thời gian để quây quần bên các thành viên mỗi ngày, cùng trò chuyện và giúp đỡ lẫn nhau. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, chuẩn bị tinh thần đối diện với kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, công việc tiến triển một cách khó khăn và chậm chạp. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, chớ nên hành động nông nổi, kích động. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, cân bằng thời gian cho công việc và cuộc sống. Sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn, số 22, số 88. Giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, cà phê, xám. Quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật ngày 16 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dần. Cục diện tương phá mang đến những tác động không mong muốn với người tuổi Dần mà chủ yếu là trên phương diện tình cảm. Nếu đã lập gia đình thì bản mệnh cần phải quan tâm tới nửa kia nhiều hơn, hàn gắn những vết rạn nứt đã dần xuất hiện. Những người còn độc thân dễ gặp phải đào hoa xấu. Bạn khó tìm được người phù hợp và thật lòng quan tâm đến mình. Dường như ai đến với bạn cũng nhằm một mục đích nào đó. Bạn hãy kiên trì chờ thêm một khoảng thời gian nữa, rồi người bạn chờ mong sẽ đến. Trên phương diện sự nghiệp, thương quan cho thấy bạn dễ có những hành động nóng nảy, bốc đồng, gây ấn tượng xấu cho cả lãnh đạo và đồng nghiệp. Trong ngày hôm nay, bạn cần suy nghĩ kỹ hơn trước khi làm bất cứ việc gì. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, không tìm được người phù hợp. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, vợ chồng lạnh nhạt, thiếu quan tâm đến nhau. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, cần dành thời gian để trò chuyện với nửa kia nhiều hơn. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, dễ có những hành động nóng nảy và bốc đồng. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, có thể gây ấn tượng xấu cho mọi người xung quanh. Sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn, số 17, số 65. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh da trời. Quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật ngày 16 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mão. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, được cục diện ngũ hành tam hợp tác động, khiến người tuổi Mão luôn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình khi bắt đầu một ngày mới. Bạn không ngại nhận thêm trách nhiệm cấp trên giao phó, cho dù công việc có vẻ khó nhằn đi nữa. Các mối quan hệ xã giao của bạn phát triển tốt đẹp, không ít người muốn giới thiệu cho bạn những cơ hội triển vọng. Điều bạn nên làm trong khoảng thời gian này là xác định một hướng đi đúng đắn phù hợp với năng lực của mình và sẵn sàng nắm bắt cơ hội. Thủy sinh mộc cho thấy bản mệnh được sống trong một gia đình có bầu không khí rất yên bình và ấm áp. Quan hệ giữa hai vợ chồng hài hòa, bạn và nửa kia của mình luôn thẳng thắn mọi chuyện với nhau, nhờ vậy mà tránh được những hiểu nhầm đáng tiếc. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, hăng hái bắt tay vào công việc. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, không ngại nhận thêm trách nhiệm. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, không nên lý tưởng hóa mọi việc quá mức. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, gia đình hòa hợp, vợ chồng thấu hiểu nhau. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, tin tưởng và luôn tâm sự với nửa kia. Sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá
đạt 5 sao. Con số may mắn, số 36, số 76. Giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá cây, xanh rêu. Quý nhân phù trợ, Sửu, Tuất, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật ngày 16 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thìn. Chính quan nâng đỡ cho vận trình ngày mới của người tuổi Thìn, giúp cho con giáp này đạt được nhiều thành công trên con đường học tập, nghiên cứu. Nhờ có vốn hiểu biết sâu rộng mà bạn dễ dàng chinh phục được người đối diện, dễ dàng khẳng định được giá trị của bản thân. Bản mệnh là con giáp có tinh thần trách nhiệm cao, vì vậy dễ được lãnh đạo phân công cho nhiều việc quan trọng. Tuy vậy, bạn không nên giữ những suy nghĩ bảo thủ mà cần mở rộng tư duy, sẵn sàng tiếp thu cái mới. Thổ khắc thủy cũng khuyên con giáp này cần phải có thái độ đúng đắn hơn khi nói chuyện với nửa kia. Mỗi khi đôi bên có bất đồng ý kiến, bạn chớ nên bỏ ngoài tai những lời người ấy nói. Thái độ lạnh nhạt của bạn khiến người ấy tổn thương đấy. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, khẳng định được vị thế, vai trò của mình. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, đưa ra những quyết định đúng đắn và quyết đoán. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, gây ấn tượng với cấp trên nhưng đừng quá kiêu ngạo. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, vợ chồng dễ gặp chuyện bất đồng ý kiến. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, đừng bắt người khác nghe theo ý kiến của mình. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 11, số 53. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, Tuất, Dậu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật ngày 16 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tỵ. Do chịu ảnh hưởng của lục xung nên người tuổi Tỵ dễ có xung đột, căng thẳng và thậm chí là những hờn ghen vô cớ. Bạn nên xem lại cách hành xử của mình, chớ nên đòi hỏi quá nhiều từ người khác trong khi bạn không thể mang lại điều tương tự cho người ta. Vận may về tiền bạc đang tới với con giáp tuổi Tỵ khi chính tài hỗ trợ cho mọi việc hôm nay trở nên dễ dàng hơn. Có thể vì bản thân đã dành dụm được khoản tiền kha khá nên bạn đỡ bớt đi phần nào lo lắng trước đây. Ngũ hành xung khắc khiến cho bản mệnh dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tiêu cực bên ngoài gây ra tác động tới sức khỏe. Hôm nay bạn nên dành nhiều thời gian tĩnh lặng một mình sẽ tốt hơn đấy. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, nghe một bản nhạc hay giúp tinh thần của bạn thư thái hơn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, đừng mong chờ may mắn vì bạn là người tạo ra nó. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, công việc diễn ra trong ngày hôm nay không thực sự như ý. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp hoặc người thân. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, có thể xung đột chỉ vì bất đồng ý kiến. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 16, số 68. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, tím, đỏ. Quý nhân phù trợ, Thân, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật ngày 16 tháng 7 năm 2023 của tuổi Ngọ. Trong ngày có hợi thủy khắc ngọ hỏa, vợ chồng người tuổi Ngọ rất dễ rơi vào tình trạng to tiếng với nhau. Dù vợ chồng khó tránh khỏi những khi lục đục, nhưng chính những lúc như thế này, hai người lại càng cần kiềm chế và lắng nghe đối phương nhiều hơn. Lúc nào cũng vậy, khi vợ chồng đã mâu thuẫn, bản mệnh nên hạ cái tôi của mình xuống, không nên đổ thêm dầu vào lửa, muốn phân thắng thua với người ấy. Đừng khiến bầu không khí thêm căng thẳng, khó chịu, ảnh hưởng xấu đến tất cả các thành viên. May mắn, trên phương diện tài lộc, thiên tài nâng đỡ giúp bản mệnh có thể kiếm được một khoản kha khá nếu từ trước đến nay bạn vẫn chăm chỉ làm thêm. Đây là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng với công sức bạn đã bỏ ra. Tử vi tuổi Giáp Ngọ
thuộc mệnh kim, dễ bất đồng ý kiến với nửa kia. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, không nên nóng nảy nói lời tổn thương người khác. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, hãy chủ động làm hòa khi có mâu thuẫn nổ ra. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, tình hình tài chính dư giả, có thể thoải mái mua sắm. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 36, số 58. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, tím, đỏ. Quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Dần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật, ngày 16 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mùi. Bước sang ngày mới, nhờ có tam hợp nâng đỡ cho con giáp tuổi Mùi độc thân tự tin hơn để bày tỏ tình cảm với người mà mình thầm thương trộm nhớ. Những cặp đôi không ngần ngại nói những lời yêu thương với nhau, thậm chí có những người kỷ niệm một ngày lễ đặc biệt cùng nhau. Sự tương phản, những bất đồng với ảnh hưởng của thiên quan có thể đem đến nhiều ý nghĩa hơn là sự căng thẳng, mâu thuẫn với người tuổi Mùi. Thế nên đây là ngày mà bạn đừng ngại ngần đối diện với những cuộc tranh cãi, thảo luận, bởi vì thông qua đó bạn có thể có được thêm rất nhiều kiến thức giá trị đấy. Thổ thủy xung khắc nhắc nhở bản mệnh phải cẩn thận hơn về phương diện tiền bạc. Hôm nay nên hạn chế mang theo tiền mặt quá nhiều bên mình, nếu có thể chỉ nên dùng thẻ mà thôi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, bạn có cảm giác bị bỏ rơi khi bạn thể hiện sự ích kỷ. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, tình cảm mặn nồng, hạnh phúc và nhiều điều như ý. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, bỏ qua cái tôi để hướng về điều tốt đẹp hơn. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, gặp nhiều may mắn khi được nhiều người giúp đỡ. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, yêu thương và giúp đỡ nửa kia trong mọi việc. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 16, số 92. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, tám, nâu. Quý nhân phù trợ, Mão, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật, ngày 16 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thân. Cục diện tương hại khiến người tuổi Thân phải trải qua nhiều biến cố trong ngày hôm nay. Những chuyện thị phi không đáng có do kẻ tiểu nhân đặt điều có thể khiến nhiều người có cái nhìn không đúng về bạn. Trong tình huống xấu nhất ấy, bản mệnh cũng chớ nên quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản bác, bởi trên thực tế thì lời nói suông cũng chẳng đem lại tác dụng thực tế nào. Muốn chứng minh sự trong sạch, hãy dùng những hành động cụ thể để chứng minh. May mắn có kim sinh thủy, mệnh chủ luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của gia đình. Vì vậy, đừng ngại ngần tâm sự với người thân, qua quá trình trao đổi, bạn có thể tìm ra hướng giải quyết những khúc mắc đấy. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, đối mặt tiểu nhân, dễ vướng vào rắc rối. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, hãy giữ bình tĩnh khi đối diện với khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, chứng minh bản thân bằng hành động thực tế. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, nửa kia thấu hiểu và biết sẻ chia. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, tâm sự với nửa kia nếu gặp phải khó khăn. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 12, số 77. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, trắng. Quý nhân phù trợ, Tý, Thìn, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật, ngày 16 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dậu. Kim sinh thủy, vận trình tình duyên của người tuổi Dậu độc thân khá tốt đẹp.
Con giáp ấn tượng như bạn nên nhân cơ hội này để trò chuyện với người khác giới nhiều hơn nếu muốn nhanh chóng thoát kiếp độc thân. Nếu đã có gia đình, bạn luôn tin tưởng và yêu thương nửa kia. Dù công việc ngoài xã hội có bận rộn đến mấy, bạn cũng không quên giúp đỡ nửa kia trong mọi công việc nhà. Bạn biết rằng có những hành động nhỏ nhặt nhưng đủ để gắn kết mối quan hệ giữa mọi người. Thiên ấn cho thấy bản mệnh có thể khẳng định được vị thế của mình trong các lĩnh vực như nghệ thuật, giáo dục, khoa học, y tế. Hãy tự tin nêu lên quan điểm của mình, bạn có thể dẫn dắt tập thể đi tới thành công. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, hãy cởi mở với những người tiếp cận mình. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, nhận được sự chú ý từ nhiều người khác giới. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, dành sự tin tưởng tuyệt đối cho nửa kia. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, khẳng định được vị thế của mình trong công việc. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, hãy mạnh dạn nêu lên quan điểm của mình. Sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn, số 25, số 34. Giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, bạch kim, xám. Quý nhân phù trợ, Tị, Sửu, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật ngày 16 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tuất. Chính quan chiếu mệnh, người tuổi Tuất luôn nghiêm túc trong công việc, do đó bạn xứng đáng nhận được những thành quả đáng ngưỡng mộ. Bạn được mọi người yêu mến, khâm phục và có thể được thăng chức không sớm thì muộn. Những ai cần tham gia thi cử hoặc tuyển dụng cũng gặp nhiều thuận lợi. Bạn có thể vượt qua bất cứ đề thi nào hoặc bất kỳ vòng phỏng vấn nào, chỉ cần ôn luyện kỹ càng và luôn tự tin vào kiến thức của mình. Tuy nhiên, bạn cũng không nên chủ quan để mắc những sai lầm đáng tiếc. Thổ khắc thủy khuyên con giáp này cần phải quan tâm và dành nhiều thời gian hơn nữa cho con cái của mình, nhất là khi con còn nhỏ. Đừng để đến khi mối quan hệ của mình và các con trở nên xa cách mới cảm thấy hối hận. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, nghiêm túc trong công việc, giành thành quả đáng ngưỡng mộ. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, gặp nhiều điều thuận lợi trong thi cử, tuyển dụng. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, cần quan tâm đến con cái nhiều hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình xa cách. Sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn, số 11, số 08. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, cam. Quý nhân phù trợ, Thân, Dần, Ngọ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật ngày 16 tháng 7 năm 2023 của tuổi Hợi. Ảnh hưởng của Hợi Hợi tự hình nên con giáp tuổi Hợi hay đắn đo suy nghĩ dù là việc rất nhỏ rồi bạn suy diễn ra mọi thứ trong khi thực tế không đến nỗi như thế. Bạn nên nhắc nhở bản thân rằng hãy tìm ra thú vui riêng để tập trung vào đó, bạn sẽ tránh được những điều tương tự. Kiếp tài nhắc nhở con giáp tuổi Hợi chớ tự ý làm gì trong ngày này. Đừng ngại đặt ra những câu hỏi cho vấn đề mà bạn thắc mắc, dù trong mắt những người xung quanh, nó có vẻ ngốc nghếch đi chăng nữa. Quan trọng là bạn có thêm được vốn hiểu biết và kiến thức, từ đó có thể giải quyết vấn đề hiệu quả hơn. Thủy khí vượng khiến sức khỏe của bạn không được tốt, có thể là bệnh cũ tái phát, cơ thể thường xuyên đau đớn. Bạn nên tìm cách chữa trị tận gốc, không nên chủ quan, nghe và làm theo những lời khuyên thiếu cơ sở. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, chớ nên có mới nới cũ, bạn sẽ không lường được hậu quả. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, vợ chồng lạnh nhạt, có dấu hiệu rạn nứt. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, chớ để ý kiến ai đó ảnh hưởng tới cảm xúc của bạn. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, tự vấn lại cảm xúc để biết bạn nên làm gì ngay lúc này. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, vướng phải mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp. Sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm,
đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn, số 58, số 72. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ, Tuất, Hợi. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.